Đợt này đó nha, là bản thân hai con này các bạn ơi, tụi nó sẽ hiện thân thành hai con này luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ là thực hiện cái thử thách cuối cùng, cũng như đó chính là thử thách số 3, tiêu diệt luôn cả Sunshot và Moonshot các bạn ơi. Chuyện gì vậy nhỉ? Mình đang nằm ngủ ngon lành mà không biết tự dưng ở đâu ra cái tiếng chuông báo thức, ở đâu ra xuất hiện vậy trời. Rõ ràng cái tiếng chuông này không phải là tiếng chuông báo thức đến từ cái iPad siêu Pro của mình, nhưng mà cái tiếng chuông báo này mình nghe hả, cảm giác nó hơi quen quen, giống như là mình đã nghe cái tiếng chuông này từ hả thời xa lưa xa lắc, thời còn cởi chuồng tắm mưa á. Nghe hơi quen quen nha. Tiếng gì đây nhỉ? Ờ, từ, từ 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 cái tiếng này chính là, trời đất ơi, quay rồi Minix các bạn ơi, cái tiếng này chính là tiếng chuông, tiếng còi báo động mà. Thôi chết rồi, bảo sao mình nghe cái tiếng này quen quen từ cái thời mình còn cởi chuồng tắm mưa nghịch bi ve dưới nước á hả. Thì thiệt sự các bạn ơi là mình đã nghe tiếng chuông này rồi, đây là tiếng chuông cảnh báo báo động mỗi khi đó nha mà sắp có chuyện gì xảy ra với ngôi làng của mình. Được rồi. Mình vừa xuống dưới nhà đó nha, thì mình đã thấy đó ha, là ở trước nhà mình có cái rương đồ các bạn. Để mình thử mở cái rương đồ ra nha các bạn ơi. Ở bên trong cái rương đồ này sẽ có một cái bức thư các bạn ơi. Đây rất có thể đó nha, chính là bức thư sẽ nói về lý do vì sao mà ngày hôm nay làng của mình các bạn lại có tiếng chuông báo động. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ đó nha, trước khi hả mình bắt đầu đọc thư các bạn ơi, nếu như các bạn là những người mà vừa mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký, cũng như hả là một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Yes, true. Rồi ok bạn ơi, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu đọc thư nào. Hãy tỉnh dậy đi chú em, ta chính là tiến sĩ Steve Nook đây. Hả? Ôi các bạn ơi, cái lá thư này đó nha là do chính ông tiến sĩ Steve Nook viết thư tay gửi cho mình. Vậy thì hả, để mình giả giọng ông tiến sĩ Steve Nook đọc cho các bạn. Ok. Ta viết thư này để báo cho chúng em biết là hai mặt trăng và mặt trời ma quái ác quỷ sẽ trở lại. Hả? Cái gì? Mặt trăng và mặt trời ma quái ác quỷ sẽ trở lại hả? Cái gì vậy, what the hell? Mình nhớ đó nha, là hồi xưa đó hả, mình đã quýnh bại thành công được cái mặt trăng ác quỷ cũng như hả là mặt trời ác quỷ rồi. Vậy thì tại sao bây giờ lại xuất hiện trở lại các bạn? Thôi chết rồi, có chuyện gì đó không hay là sắp xảy ra các bạn ơi. Được rồi, để mình đọc tiếp nào. Hai mặt trăng và mặt trời ma quái ác quỷ sẽ trở lại, nhưng mà ở dưới dạng hiểm ác và nguy hiểm hơn. Lúc chú em đọc được cái thư này đó nha, thì ta đã cao chạy xa bay rồi. Trời đất ơi, công tiến sĩ Steve Jobs này đúng là nhát gan lừa chúa luôn à. Thiệt sự luôn á, mệt ghê luôn á. Nhân ta nhắc cho chú em biết, hôm nay đó nha sẽ có 3 thử thách mà chú em sẽ phải gặp. Chú em ơi, hãy lấy vũ khí ở nhà của ta, bảo trọng. Vậy là hết thư các bạn ơi. Cái ông tiến sĩ này bực bội thiệt sự luôn đó nha. Hả? Nói hả là hai người là họ hàng với nhau, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau tắm cho nhau. Không, không tắm cho nhau nha, hơi lộn, không có. Nói chung đó nha, là hai chú cháu cực kỳ thân luôn, ngày nào cũng ôm nhau ngủ hết á. Vậy mà bây giờ nha, người chú đó nha, ông tiến sĩ tiếp tục đó hả, lại bỏ mình đi, bắt mình ở lại bảo vệ làng. Thôi rồi các bạn ơi, lỡ rồi thôi. Rồi bây giờ đó nha, theo như mình được biết đó hả, là ngày hôm nay mình sẽ phải gặp ba cái thử thách nguy hiểm các bạn. Đúng rồi đó, ba cái thử thách nguy hiểm đến từ mặt trăng và mặt trời ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó nha, là mình không hề biết luôn á. Nhìn này các bạn thấy không, rõ ràng đó nha các bạn, là cái mặt trời này vẫn còn rất là bình thường, nhưng mà không ai biết được đâu các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Mình cũng còn chưa biết được rằng đó nha, là ngày hôm nay đó hả, mặt trăng và mặt trời sẽ trở lại như thế nào các bạn. Cho nên đó hả, là hôm nay chúng ta cứ lên nhà ông tiến sĩ cái đã. Đây, mình sẽ đi lên nhà của ông tiến sĩ. Và chắc chắn đó nha, là ông tiến sĩ đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái bộ giáp các bạn ơi. Wow, khoan coi nè, mình sẽ có một cái bộ giáp Power Armor MK2 các bạn ơi. Đây hả là một bộ giáp cực mạnh nha các bạn, bạn coi nha, mặc vô đó các bạn ơi. Đó các bạn thấy không,
Và trời đất ơi, nhìn mình bây giờ như con robot các bạn. Mình đang mặc giáp robot và còn chưa kể đó hả, là mình có áo choàng nữa, cho nên là nhìn mình cực kỳ ngầu luôn đó nha, giống như là Superman siêu nhân vậy. Và không biết đó hả là ông tiến sĩ sẽ cho mình vũ khí gì đây. Wow, ơi không, trời đất ơi, ông tiến sĩ không cho mình vũ khí TFG 9K bạn, à không, TFG 10K. Ôi, cây vũ khí TFG 10K đó nha, chính là cây vũ khí mạnh nhất mà mình có đó các bạn. Vậy mà lần này là không có các bạn ơi, hơi buồn, hồi kệ đi. Vậy thì nó nha, ngày hôm nay nhận vũ khí như sau. Đầu tiên đó hả là AKM, Laser Rifle, Grim Reaper và Nuclear Death Ray các bạn ơi. Với những vũ khí này đó nha, là mình sẽ bảo vệ ngôi làng của mình khỏi những con mặt trăng mặt trời ác quỷ. Thì được rồi các bạn ơi, bây giờ hãy cùng mình chờ đợi nào, hãy cùng nhau chờ đợi xem. Và chúng ta sẽ cùng nhau biết rằng là ngày hôm nay mặt trăng mặt trời ác quỷ sẽ quay trở lại ra sao các bạn ơi. Cùng mình chờ đợi nha. 6.5 hours later. Ây da các bạn ơi, mình lại tiếp tục nghe thấy lại cái tiếng chuông báo động các bạn ơi. Đây chính là cái tiếng chuông mình được nghe từ thời mình cởi chuồng tắm mưa chạy rong rong ngoài trời nè các bạn. Vậy là có vẻ như đó nha, là mặt trăng và mặt trời ác quỷ đã quay trở lại rồi sao? Nhưng mà mình nhìn thấy có vẻ như là bình thường mà. Ngoài trời bây giờ vẫn là bầu trời trong xanh các bạn ơi. Mình nhớ là hồi xưa cái đợt đó nha, mà mặt trăng mặt trời ác quỷ đó hả xuất hiện cùng lúc các bạn ơi, là hai bên như kiểu là hoàng hôn rất là ghê. Coi thử xem như thế nào nha, mình dùm thử coi, coi xem như thế nào. Oh my god, cái gì đây? Từ các bạn coi nè, các bạn ơi, đây chính là mặt, ủa nhưng mà đây chính là mặt trời ác quỷ xuất hiện trở lại đó các bạn. Nhưng mà từ mình nhìn thấy mặt trời này hơi quen. Từ để mình bắn nó các bạn ơi, để bắn nó cái đã. Mặt trời này hơi quen các bạn. Mình nhìn thấy đó nha, có vẻ như đó hả, đây chính là mặt trời, đây chính là quỷ máy sinh mà. Đây là trong cái game mà Five Nights at Freddy đó các bạn ơi. Cái gì mà sinh rít gì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà trời ơi, đây chính là mặt trời quỷ máy rồi. Vậy là mình hiểu các bạn ơi, có nghĩa đó nha là ngày hôm nay đó nha, là mặt trời quỷ máy và mặt trăng quỷ máy xuất hiện quay trở lại các bạn ơi. Đây chỉ là dạng nâng cấp đó các bạn. Rồi, vậy thì ngoài đây có gì không, ở ngoài đây mình vẫn chưa thấy gì cả các bạn ơi, quái vật vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà mình còn phải thủ tiêu, mình có tiêu diệt các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không, ghê không các bạn? Rồi nó cười với mình nè, mặt trăng mặt trời mặt trời ác quỷ gợt sinh của cái iPad đi mà nó cười với mình kìa, thì mình hạ nó có được. Thì và nếu như thế nha, rồi xong luôn, mình đã thấy rồi nè các bạn ơi, đây chính là một đống những cái con Star, những con Tormented Foxy các bạn. Trời đất ơi, và ngoài kia chính là con Parkour the Sunship các bạn ơi. Đây chính là thử thách đầu tiên đó hả, của cái con mặt trời ác quỷ sân này các bạn ơi. Mặt trời ác quỷ sân trong Final FSD, quỷ máy sân đó các bạn. Rồi, thì bây giờ để mình tiêu diệt tụi nó các bạn ơi. Rồi, quá đông quá vậy. Bây giờ đó nha, mình mà không diệt tụi nó các bạn là buổi tối nay đó nha, mà mình không kịp giết đó hay là buổi tối hết nào nha, mình cũng sẽ bị gọi là ok bắn, lock kinh, ok. Mình mà không bắn nó nha là kiểu gì tối ngày hôm nay đó hả, mình cũng gặp những con quái vật này nó sống dậy nha mà coi. Rồi bắn coi, làm xíu coi, xíu, hãy xíu đi. Đợt này đó nha, mình không hề có súng TFG 10K, nó khá là khó giết các bạn. Ok, súng là dây vậy, la dè. Mình mà không giết con này đó nha là buổi tối đó các bạn, nó sẽ biến thành những con quái vật rất là mạnh và mình sẽ không thể nào giết được nó đâu. Ok, các bạn nhìn thấy súng AKM khá là hiệu quả các bạn. Không chỉ bị có đầu đây, những con hào quái vật Foxy này. Mình băng đó. Mình phải tiêu diệt từ các bạn, chứ nếu không là hả đợt này là mình lên đường á. Rồi. Sau khi xong một con, ok, xíu rồi đó. Giờ để mình nạp nạn cái này, bây giờ mình sẽ bắn chết cái con mặt trời hả sân máy các bạn ơi. Mặt trời máy phải này phải đi ác quỷ. Rồi, ok. Ba thử thách các bạn. Đây mới chỉ là, các bạn nhớ nha, đây mới chỉ là thử thách đầu tiên thôi. Bây giờ bắn chết từ, phải tiêu diệt từng con nè các bạn. Ôi, mày bị đốt cháy. Ok, con sân ba khô các bạn ơi. Ây da, không phải đâu. Cái công mặt kiếp tên mặt trời xanh ác quỷ hắn ta dùng từ chiêu hả sét đánh các bạn. Không phải dùng từ chiêu lửa quýnh xuống á, để quýnh mình đó các bạn ơi. Rồi ok. Không sao. Đợt này súng laser rất là mạnh các bạn, mình sẽ diệt nó từ xa. Đây, súng laser của mình mạnh lắm, có đồ. Ok thấy không? Bắn mấy phát không nha là con comment. Ôi từ. Rồi. Mình nhớ trong nhà mình có thịt nè các bạn ơi, để mình mang thịt. Ôi vậy. Sao mình tự quýnh vậy? Trời ơi. Cái con mặt trời sinh ác quỷ này các bạn, nó còn có khả năng, mình không có nhớ rõ đó nha là hạ nhân cách tốt của con sinh, con mua này là ai các bạn ơi. Mình chỉ biết đó nha là hiện tại hai con này bây giờ là hai con ác quỷ hết các bạn.
mình cái gì tụi nó. Trời ơi, mình đang mặc giáp đó nha, mình còn bị cổ, trời ơi, kìa kìa hàng áo đó, đang sống chịu phóng lửa bạn ơi. Rồi, hóa ra đó nha là nó dám kêu cái con sinh Baraco the sinh khí này các bạn ơi, để mà tới đây, để mà hạ phóng lửa cho người mình đó các bạn. Mộng xong thầm thầm sao, mình sẽ tìm cách tiêu diệt tụi nó. Rồi, mình tiêu diệt, ai dính lửa gì lại xuống nước xuống nước. Ok ok, dính lửa xuống nước liền các bạn ơi. Buổi sáng em phải khá là dễ đó, mình hy vọng là buổi tối em sống sót các bạn. Ôi đau quá đau, ôi phóng lửa bây giờ. Ok ok, may là các bạn bộ giáp này, không sao không sao không sao, trời ơi nó quấn muốn tụt quần luôn các bạn ơi. Thấy chưa, nó phóng lửa mình muốn như muốn tụt quần vậy á. Trời ơi đất ơi, mạnh quá vậy ông nội tôi ơi. Trời đất ơi, đâu đánh mình muốn chết luôn rồi. Ok ok, vô ống găm, vô ống găm, vô ống găm, chia lại ăn đạn đi ông ác quỷ này, hãy ăn đạn đi. Hãy ăn đạn của ta đi. Đây, dùng súng nuclear đất đây. Ôi, còn 3 máu rồi, có 2 máu. Ôi, cái gì vậy? Bạn coi nè, coi, nó phóng mình nữa. Cái gì lạ hay lắm nha các bạn. Ok ok, nó là mạnh luôn á, đừng có đùa. Nó phóng mình mấy phát là muốn chết luôn à. Rồi, ok. Bây giờ sắp chết rồi. Mình phải dùng tuyệt chiêu, dùng sự thông minh của mình các bạn ơi, dùng sự thông minh của mình. Ok ok, giờ sẵn con Baraco là sinh khí các bạn ơi. Rồi, ok, được rồi đó. Giờ để mình bắn mấy con này nữa, bắn mấy con này là mấy con là đệ tử đó nè các bạn. Ok, bắn con đệ tử đó, rồi, bay lên, ok. Mình đã tiêu diệt được thành công Baraco được sinh khí các bạn ơi. Oh, easy game, easy life luôn. Thế là có vẻ như là mình đã xong được thử thách đầu tiên các bạn ơi. Ăn miếng thịt cuộn chín vô hả, ăn mừng nào, quá đã luôn các bạn. Trời đất ơi, cái gì vậy, tự nhiên mình vừa ăn mừng bằng việc ăn miếng thịt cuộn chín vô các bạn. Đụng một cái trời tối thui luôn. Rồi cái gì đây, sao mọi thứ bây giờ tối thui vậy? Oh my god, các bạn, mình chịu thua rồi các bạn ơi, mình bó tay rồi các bạn. Dơm kìa, cái con này là cái con mặt trăng, quỷ mặt trăng này là quỷ trăng mái mà. What the hell, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây các bạn ơi? Có vẻ như đó nha là mặt trời mấy ác quỷ đã vừa xuất hiện đã thua cuộc nha, là tới lượt của mặt trời, con mặt trăng này các bạn ơi. Vậy đây chính là hết thứ hai rồi các bạn, tiêu diệt nó thôi, bắn nó đi. Trời, cái gì này, what the hell. Trời ơi, các bạn thấy kinh khủng không các bạn? Lần đầu tiên trong Minecraft mình gặp lại như này, bây giờ các bạn biết gì không? Mọi thứ tối thui các bạn ơi, mình không thấy rõ cái gì hết á. Thật sự như vậy các bạn, nó tối thui à. Trời ơi, tối thui như này là mình tiêu tùng rồi. Rồi các bạn ơi, từ, để mình lượm cây đuốc các bạn ơi. Cầm đuốc cho nó phát sáng các bạn, chứ bây giờ tối thui à. Bạn thấy không? Bình thường nó nha, mặt trăng bình thường hay là mặt trăng máu ác quỷ các bạn, sao tối như vậy đâu. Bây giờ bạn coi thấy không, nó tối thui như mực vậy á. Rồi, ok, để mình qua phía làng của mình xem như thế nào các bạn ơi. Cái gì? SCP-3414, cái gì vậy? Đây là mặt trăng của Final Fantasy mà. Tại sao lại xuất hiện cái SCP chứ, what the hell, cái vụ quán nhìn. Trời, đợt này mà không hề có TFG-10K đó nha, thiệt sự luôn á nha. Mình chỉ có súng người thôi. Ôi cái gì vậy? Nguyên đạn, ai nguyên đạn này là nguyên đạn vãi. Đóng cửa lại. Ôi, đây là nguyên một cái đám trong ở Final Fantasy mà các bạn ơi. Mình đang bị bao vây rồi. Mình đang bị bao vây rồi các bạn. Ôi ôi, tụi nó đâu hết tiêu rồi. Mình thấy tụi nó ở đây mà. Đây dí mình nè. Cứu bạn ơi, nó dí mình kìa. Dí này. Lần này ta mang cái súng ơi. Đau. Ta mang súng hơi rồi. Đây là súng, ta có súng rồi. À, cảnh ra, ta có súng nha. Trời ơi, một phát chết luôn kìa. What the hell. Một phát lên đường luôn các bạn. Nó mạnh dở lắm. Còn đây là những con SCP nữa kìa. Mình bắn nó, mình phải tiêu diệt nó các bạn ơi. Trời ơi, cái tên mặt trăng mấy ác quỷ này thiệt sự luôn á. Cái khó khăn nhất đó nha là bây giờ còn phải né ra những cái con hả, những cái con trong này phải đi các bạn ơi, con Foxy nè, rồi con Bee nè các bạn ơi, con Starlight nè các bạn, nó rất là mạnh. Một phát là chết luôn á. Rồi ok, chết rồi, được. Hay và cái thời đại này cái là cái gì đây, tại sao lại xuất hiện, ấy da, một phát chết luôn đó kìa. Trời đất ơi là trời. Ai đâu đâu đâu. Ha. Nó kẹt bạn ơi, nó bị kẹt các bạn, nè. Bị kẹt thì dầm mồi cho anh thôi. Rồi, còn ai nữa không? Ok, mình sẽ bắn còn nữa, vẫn còn các bạn, nó tối thui không thấy gì hết á. Có nhân bực gì á. Nó tối như là hả? Trời ơi, nó tối cái gì á? Hết hồn, giật mình. Alo. Mấy con này muốn chết các bạn ơi, anh hai thay em nha, anh hai thay em đi, đừng làm hại em. Rồi đây, đã, ôi. Mình đang bị ngày bắt các bạn ơi, mình đang bị SCP 44 bắt rồi. Ok, may quá, kịp tiêu diệt nó. Rồi, ok. Ôi, cái gì vậy? Mình nghe tiếng đạn. Ôi, trời ơi, bị bắn súng nó mới ghê chứ. Má ơi, cái gì vậy? Sao mà nhiều thứ vậy?
các bạn ơi, mình thấy lung tung bay các bạn ghê quá. Rồi, từ từ, để mình ăn miếng thịt cụ chín các bạn ơi. Ăn miếng thịt cụ chín vô để mình giải tỏa áp lực các bạn, chứ mình thấy khó sở quá à. Mà các bạn biết nha, đây mới chỉ hả là thử thách số 2 thôi các bạn. Lát nữa mình có thử thách số 3 nha. Không biết mình phải làm gì luôn á, thiệt sự luôn á. Ủa cái con kia tình nào vừa bắn mình đúng không? Đây nè, kia tình bắn anh mày hả? Đừng có đùa với anh. Anh bây giờ nó nhanh là một vị hả thánh sống cho bị tiêu diệt con quái vật đó nha, anh cứ đùa. Đây, anh sẽ tiêu diệt hết. Ta chỉ là bro tiêu diệt. Ok chưa? Ok chưa? S35. Ôi, rồi. Đây bắn chữ ngay. Ok bạn ơi, bây giờ mình dùng tuyệt chiêu luôn các bạn. Đây là tuyệt chiêu mình gọi là tuyệt chiêu hả? Alu Akbar, mình sẽ gọi là mình sẽ ôi đồ lừa các bạn ơi, mình sẽ ôi đây là con khủng long đó kìa. Ôi ok ở đây còn gì nữa không, mình sẽ dùng tuyệt chiêu gọi là đây là mà người ta gọi là tuyệt chiêu quấn bom tự sát các bạn. Đi thẳng ra hang ổ mới được luôn các bạn ơi. Con gì đây, ok tiêu diệt ngươi, tiêu diệt cái tên này luôn, bắn chết cái tên mặt trăng máy ác quỷ này đi. Mọi thứ tối thui à, hãy trả lại sự yên bình cho ta, cái tên ác quỷ kia. Ui da, trời đất ơi, đau đầu quá đi à. Ủa, mình đang ở đâu đây? Tự dưng mình nhớ đó nha, là mình đang thực hiện hai thử thách. Đó chính là mình đang tiêu diệt cái con mà Sun Drop và con Moon Drop ở mặt trăng đó các bạn, mặt trăng mặt trời ác quỷ đó các bạn. Mà sao bây giờ mình bị dịch chuyển lên đây đây? Ủa, từ từ cái gì đây? Ủa, đây là mặt trăng ác quỷ, đây là mặt trời ác quỷ. Và đây là mặt trăng... Trời ơi, thôi, tiêu rồi. Tụi nó xuất hiện cùng lúc các bạn ơi. Bây giờ tụi nó đã xuất hiện cùng một lúc. Và bây giờ các bạn dòm nè, mình đã mất hết vũ khí, mình không còn gì cả. Hả? Vậy thì làm sao bây giờ mình có thể quýnh bại được tụi nó đây các bạn? Làm cách nào bây giờ? Thiệt sự là mình bó tay, chấm cơm, chấm bí gen, chấm muối tiêu, chấm bánh bao, chấm xì, chấm lúa. Làm sao bây giờ trời? What the hell? Và oh my god, các bạn nhìn kìa các bạn. Các bạn để ý giùm các bạn ơi. Nhìn nè các bạn, đây chính là hai nhân cách nè các bạn ơi, Sun Drop và Moon Drop. Từ một con ra thành hai con nè các bạn. Rồi, vậy là mình hiểu rồi. Đợt này đó nha, là bản thân hai con này các bạn ơi, tụi nó sẽ hiện thân thành hai con này luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ là thực hiện cái thử thách cuối cùng, cũng như đó chính là thử thách số 3, tiêu diệt luôn cả Sun Drop và Moon Drop các bạn ơi. Sun và Moon ác quỷ đó các bạn. Mình phải tiêu diệt toàn bộ tụi nó luôn nè các bạn ơi, hai cô nè. Và ở đây có cái rương đồ các bạn ơi, được rồi. Mình sẽ, ok, mình sẽ có đó nha, là vũ khí như thế này đây. Đó chính là một bộ giáp Netherite. Cùng với đó nha là những quả táo được gọi là hạ phù phép đó các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nhà và mình sẽ thử solo cùng nhau tiêu diệt hai con ác quỷ Sun và Moon Drop đó các bạn ơi. Đây để mình hai con, tuy hai là một, tuy một mà hai, tuy hai con là hai nhân cách sống cùng với nhau trong một cơ thể nhưng lại chia làm hai người các bạn ơi. Tuy hai là một và tuy một là hai. Bây giờ tụi nó đó nha, các bạn nhìn thấy không, đây chính là con Sun Drop, bên đằng sau mình là con Moon Drop bị nhà che rồi các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt nó vậy. Ok, lại bước vào đây con hả con Ripper này. Thầy già khó khăn tràn trề nha các bạn. Bạn coi này nha, bạn thấy không? Đây, nó dí mình tới nơi rồi các bạn ơi. Ok, dí mình rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, hai con đang đứng múa. Tụi này đang đứng múa các bạn ơi, quýnh mình kìa. Ây da, đào. Ok, trước tiên đây nha, là mình sẽ quýnh cái con Sun Drop chứ các bạn ơi. Mình muốn quýnh con Sun Drop chứ. Ây da, trời ơi, mạnh vậy, bà con, ôi mạnh gì á. Từ từ, đợi xíu. Hãy dừng lại 5 giây, nha, để anh ăn tấm bằng cái đã, anh muốn mấy em tiếp nha. Rồi, trời đất ơi. Hai con này bây giờ đó nha các bạn, nếu như đó nha mà tụi nó đó hả là hả không có mặt trăng mà mặt trời bự nữa các bạn thấy không, thì rất là yếu nha. Nhưng mà cho tụi nó có mặt trăng mặt trời các bạn ơi, rồi bớt sức mạnh đó các bạn, bây giờ rất là mạnh. Ok, hãy dừng lại đi, dừng khoảng chừng là 2 giây, dừng khoảng chừng là 5 giây thôi để anh ăn táo vàng vô. Bây giờ sẽ solo với em nha. Á, ôi trời đất ơi, cái gì ở đâu ra, đâu ra con zombie con vậy? Nó đẻ rồi hả? Á, các bạn ơi, thằng Sun Drop chưa được chiêu đẻ zombie con các bạn. Rồi ok, hình như là mình vừa tiêu diệt được Sun Drop các bạn ơi. Đúng không? Ủa các bạn, mình vừa tiêu thằng Sun Drop các bạn. May quá. Rồi. Thì bây giờ nha các bạn ơi, là mình phải từng cái tiêu được con Moon Drop các bạn. Tiêu được Moon Drop nó hồi nha là thành công rồi các bạn ơi. Mình sẽ thành công với cả mọi thứ. Trời ơi, ok, cố lên nào. Cố lên, tiêu Moon Drop luôn. Kìa, các bạn thấy không? Kia trên này có Moon Drop đó các bạn ơi. Moon Drop nè, Sun Drop và Moon Drop hả? Và đây có bước vào đây, bước vào đây. Cái tên, ok các bạn ơi. Mình thắng các bạn ơi, thắng các bạn ơi, quá đã. Ôi, cứu ơi, ngập nước, ơi, cứu. Ủa, mình đang ở đâu đây? Ủa, what the hell?
Hồi nãy mình nhớ là mình đang tiêu diệt hai con Sunshot và Moonshot, và mình đã tiêu thành công tụi nó rồi. Và sau đó mình được dịch chuyển về các bạn ơi. Mình được dịch chuyển ngay chúng ngay cái vị trí cái bồn nước các bạn. Trời đất ơi, tí nữa là ngộp nước tắt thở chết ngắt rồi còn đâu nữa. Khổ ghê luôn, may thiệt sự các bạn ơi. Và ok, mặt trăng đã trở lại bình thường, mặt trời cũng trở lại bình thường các bạn ơi. Tất cả mọi thứ đều bình thường rồi. Thật sự là may mắn ghê đó các bạn. Vậy là có vẻ như đó nha, mình đã thành công tiêu diệt được Sunshot và Moonshot ở trong Minecraft các bạn ơi. Hôm nay quả nhiên hả là một ngày may mắn các bạn. Trời đất ơi, ba cái thử thách quái vật này thật sự là quá kinh khủng luôn các bạn ơi. Bạn thấy không, cực kỳ kinh dị nha các bạn ơi. Mình thấy đó nha các bạn, là ba cái quái vật này các bạn cũng cực kỳ hay ho thú vị luôn. Thì được rồi các bạn, ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ tạm thời mình sẽ dừng lại mày ở đây, bởi vì hôm nay quá thành công rồi. Tuy chỉ được Sunshot và Moonshot hai nhân cách trong một, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Được rồi các bạn ơi, thì bây giờ đấy nha, trước khi hả mình kết thúc video này các bạn ơi, nhưng mà thích video này đó nha, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn chưa hề đăng ký kênh các bạn giúp mình nha các bạn, hãy cho mình lần cảm đăng ký nha các bạn ơi. Và hẹn gặp lại các bạn ơi, bye bye. Yeah, yes, yeah, Stu, bye bye mọi người. Yeah, I'm really falling, can you hear me? Coming, coming for you.